báo cáo với các đồng chí, phải nói một câu là cái con Nanomax SA 999XB này, âm thanh của nó thiên hạ vô địch. Cái chỗ music tone này, khi mình ấn vào nhá, khi mình ấn vào kích hoạt cái mạch âm sắc của nó hoạt động nhá, thì sao ạ, thì tiếng bass và tiếng check của nó thì thôi rồi, bass sâu thăm thẳm nhá. Đấy, bây giờ mình test luôn để cho các đồng chí thấy nhá, làm tí nhạc bay lắc cho nó máu nha. Nay thứ bảy mà dội rượu rồi là phải bay thôi nha. Em bay lên giường, là em bay lên giường đấy. Đập dã man thật. Mẹ dội diều xong là bay lắc, mẹ em bay lên giường, là em bay lên giường thì thôi rồi. Oh, xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.